Tướng Việt Nam bất ngờ mách nước để kết thúc chiến sự của Nga tại Ukraine, rất hợp lý để thế giới bình yên trở lại. Các bạn thân mến, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang rất căng thẳng khi hai bên chưa đạt được bất cứ thỏa thuận nào sau 3 lần ngồi vào bàn đàm phán. Nếu chiến sự kéo dài sẽ gây hậu quả khôn lường không chỉ đối với Ukraine và Nga mà còn tác động gây đứt gãy chuỗi phục hồi kinh tế thế giới hậu Covid. Trong video trước, chúng tôi đã trích lời Thiếu tướng Lê Văn Cương vạch trần những toan tính của phương Tây khi bơm cho Ukraine những ảo tưởng hão huyền. Thì trong video ngày hôm nay, Thiếu tướng Lê Văn Cương, Phó giáo sư, tiến sĩ triết học, Thiếu tướng Công an Nhân dân, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an Việt Nam đã có những đánh giá và nhận định rất chính xác về cuộc chiến này. Kịch bản khả quan nhất có thể xảy ra khi hai nước cùng đạt được một thỏa thuận trên bàn đàm phán thì chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ kết thúc chậm nhất vào cuối tháng 3. Đây là điều mà cả thế giới đều mong muốn. Trước tiên, Thiếu tướng Lê Văn Cương gay gắt chỉ ra 3 sai lầm của Tổng thống Ukraine khi đối đầu với ông Putin. Tướng Cương nhấn mạnh, Tổng thống Ukraine Zelensky mắc 3 trọng tội. Người đứng đầu quốc gia mà nhu nhược đến vậy thì không tồn tại được. Thứ nhất, không hiểu lịch sử nước mình. Lịch sử của anh mách bảo rằng anh phải đứng trung gian Đông Tây, nghiêng về phương Tây mà chống Nga là thất bại rồi. Nay lại đi theo Tây chống Nga thì hỏng. Thất bại thứ hai của Zelensky là rất ngờ nghệch, ấu trĩ về chính trị quốc tế. Một gã hề 43 tuổi làm sao mà đọ với ông Putin, một chính trị gia lão làng 70 tuổi được. Hắn chờ đợi 2 ngày có 3 lần thay đổi thái độ, đồng ý đối thoại, lại không đối thoại, bây giờ thì lại đồng ý đối thoại. Tại vì hắn chờ đợi đâu đấy ở Mỹ, ở châu Âu xem quốc gia nào sẽ đổ vũ khí vào. Nhưng mà hắn không hiểu một điều tối thiểu, lợi ích của Hoa Kỳ ở Nga là 100 lần, thì lợi ích ở Ukraine chỉ có 1 thôi. Những cường quốc đứng đầu như Anh, Pháp, Đức không bao giờ đấu với Nga để cứu con bệnh. Bản thân Ukraine là con bệnh của châu Âu. Không có ai đi đấu với võ sĩ Nga để đi cứu một con bệnh cả. Đấy là cái sự kém hiểu biết của Zelensky. Chắc chắn sẽ có một thỏa thuận. Ukraine không thể vào NATO được. Đây là vạch đỏ mà ông Putin đã vạch ra. Liên quan đến cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine hiện nay, Thiếu tướng, Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Bộ Công an, đã dự đoán một số kịch bản cũng như hậu quả khó tránh khỏi đối với cả thế giới. Trước tiên hãy lật lại lịch sử. Nhà nước Roskiev được thành lập ở thủ đô Kiev hiện nay của Ukraine. Đây là nhà nước sơ khai của 3 quốc gia sau này tách ra là Liên bang Nga, Ukraine và Belarus. Cho nên đến bây giờ, họ vẫn là anh em chung dòng máu, chung tổ tiên nguồn cội. Thế nhưng khi tách ra thì lại có những đường lối khác nhau. Nếu như Belarus nương tựa vào Nga một cách trần thành, thì Ukraine lại một mực muốn thoát khỏi cái bóng của ông anh cả, muốn thân với bạn bè tận trời Tây xa xôi để lật đổ Liên bang Nga. Bây giờ lại nói đến tổ chức gọi là Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, viết tắt là NATO do Mỹ đứng đầu. Cái tổ chức quân sự này lập ra với mục đích lớn nhất là kìm hãm sự phát triển của Liên Xô, không để chủ nghĩa xã hội lan rộng ra châu Âu. Năm 91, khi Liên Xô sụp đổ, nước Nga vực dậy từ đống tro tàn như một con thú bị thương, thì tổ chức NATO chuyển mục tiêu sang bao vây Nga. Kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin lên nhậm chức, Nga trở thành đối thủ sừng sỏ duy nhất đe dọa chiếm mất vị trí siêu cường số 1 của Mỹ, nếu không tính Trung Quốc sau này. Đấy là suy nghĩ của Mỹ, còn Nga thì không nghĩ như vậy. Đất nước có diện tích lớn nhất hành tinh nhưng chỉ vỏn vẹn 140 triệu dân đang ở thế yếu, muốn sống yên ổn, chỉ cần NATO không mở rộng về phía đông đe dọa Nga là được. Ấy vậy nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Mỹ và NATO dồn ép Nga, thu hẹp không gian chiến lược của Nga, kết nạp tất cả các nước thuộc Liên Xô cũ để chặt đứt mọi cánh tay của Nga. Phải làm rõ một điều là không thể lấy tiêu chuẩn kép của người này để bào chữa cho hành vi bạo lực của người khác. Nghĩa là dù khối NATO đã gây chiến tranh ở nhiều nơi, không có nghĩa là Nga hay bất cứ quốc gia nào có quyền làm điều tương tự. Tuy nhiên, mỗi một sự kiện hệ trọng đều có những nhân tố kích hoạt. Mỗi một trận gió tanh mưa máu đều là do tức nước vỡ bờ. Với 5 lần mở rộng bành trướng, Ukraine là phòng tuyến cuối cùng mà Nga không thể để mất. Chỉ cần NATO hợp thức hóa việc đặt căn cứ quân sự tại biên giới Ukraine, thì với hệ thống tên lửa siêu thanh của Mỹ, Nga không có cách nào thoát được, chỉ có thể giơ tay chịu trói. Vì lẽ đó, trong tất cả các cuộc tiếp xúc của ông Putin với các thành viên khối NATO như Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp, Tổng thống Đức,
Nga đều đặt ra yêu cầu trọng yếu là tuyệt đối không được kết nạp Ukraine vào NATO. Ấy vậy mà Ukraine, hay nói đúng hơn là NATO, cháo trở, tìm mọi cách phá bĩnh, hòng khiến Nga suy yếu. Nếu lật lại quá khứ, Nga đã không biết bao lần nhường nhịn Mỹ cùng phương Tây trong các vấn đề của Triều Tiên, Libya, Syria, Cuba. Nhưng chỉ xuống nước thôi chưa bao giờ là đủ. Mỗi một sự kiện ám mùi thuốc súng thì đều có nguyên nhân sâu xa. Thiếu tướng Lê Văn Cương phân tích lý do tại sao Nga lại chọn thời điểm này. Từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, Tổng thống Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine. Đây là quyết định gây bất ngờ, thay đổi cục diện của châu Âu nói riêng và thế giới nói chung. Vấn đề là tại sao? Nó xuất phát từ mối quan hệ Nga-Ukraine. Đầu tiên phải kể đến là sau sự kiện trên quảng trường Maidan ở Ukraine vào tháng 2 năm 2014, người ta hay gọi với cái tên là Euromaidan. Khi đó, dù Tổng thống lúc bấy giờ là ông Viktor Yanukovych đã có thỏa thuận với phe đối lập, nhưng ông vẫn bị phế truất. Hiến pháp nước này quy định tỷ lệ trên 75% số nghị sĩ bỏ phiếu thì Tổng thống mới bị phế truất, nhưng kết quả khi ấy là 71,8%, nên quyết định này là vi hiến. Kể từ tháng 3 năm 2014, Nga bắt buộc phải sáp nhập Crimea, trong khi phe ly khai ở vùng Donbass của Ukraine thành lập Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng. Xung đột ở miền đông Ukraine chỉ lắng xuống khi có lệnh ngừng bắn của thỏa thuận Min 2 và năm 2015. Thỏa thuận này được coi là một giải pháp duy nhất để tháo ngòi nổ xung đột. Tuy nhiên, Tổng thống Putin đã có một quyết định động trời gây bất ngờ với cả thế giới. Đó là công nhận độc lập hai vùng Donetsk và Luhansk trước khi mở chiến dịch quân sự vào Ukraine. Hay nói cách khác, đây là bước đệm để Nga có thể tiến vào Kiev một cách đơn giản nhất. Nguyên nhân dẫn tới việc ông Putin đưa ra quyết định như vậy do thỏa thuận Min 2 đã bị Ukraine phá vỡ. Đây là cái thỏa thuận để làm dịu đi khủng hoảng giữa Nga và phương Tây, lộ trình duy nhất đem lại hòa bình ở Donbass. Đầu tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga đã tiếp cả Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức. Các quốc gia này đều đồng ý là chỉ có Min 2 mới là giải pháp duy nhất cho lúc này thôi. Ấy thế mà sau khi hai cái ông trụ cột của châu Âu ký kết Min 2, thì Ukraine không thực hiện một chút nào. Zelensky cho pháo kích vào vùng Donbass. Tổng thống Putin lúc này thấy hết cách, vì thế ông lựa chọn cách là công nhận Donetsk và Luhansk độc lập. Phía Nga cho rằng Tổng thống Ukraine, ông Zelensky, là một tên hề bị giật dây từ đằng sau lên diễn vai chính trị và tiếp tục thúc đẩy quá trình gia nhập NATO. Phải nói rằng, nếu Ukraine gia nhập NATO thì đó là thảm họa đối với Nga. Ukraine cách Moscow chỉ 5 phút tên lửa siêu thanh, nên nếu tên lửa đặt ở đó thì Nga không có cách nào chống đỡ được. Họ thấy nguy cơ mình sẽ bị tấn công và hủy diệt. Đó là lý do Putin quyết định, trước hết là công nhận độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk ở Donbass, sau đó mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Mục đích của hai sự kiện này, một là giải pháp quân sự với Ukraine, hai là buộc chính quyền của Ukraine phải cam kết trung lập. Đây là mục đích cuối cùng và quan trọng nhất của Nga. Rõ ràng, việc trung lập là điều đã nằm trong lòng bàn tay của Ukraine. Nhưng thay vì chọn con đường tươi sáng, thì Tổng thống Zelensky lại chọn cho dân tộc mình một ngả rẽ tối nhất. Theo dõi diễn biến tình hình 2 tuần qua, Thiếu tướng Lê Văn Cương có những nhận định về xung đột bằng giải pháp hòa bình. Cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine diễn biến sắp tới như thế nào thì khó đoán định. Người ta vẫn gọi Tổng thống Nga Putin là một chiếc hộp kín. Ông thường xuyên đưa ra quyết định động trời một cách bất ngờ và không ai có thể đoán được cả. Tôi không biết đùa. Có lẽ là câu nói phù hợp nhất với vị Tổng thống này. Hãy nhìn cách mà ông Putin lặng lẽ lấy đi Crimea và đưa quân đến Ukraine thì sẽ rõ. Nhưng theo dõi tình hình, tôi thấy có hai khả năng. Thứ nhất, cho dù khó khăn bao nhiêu thì Nga không thể xa lầy ở Ukraine vì đó sẽ là thảm họa với họ không kém việc Ukraine gia nhập NATO. Chủ trương của ông Putin thời gian vừa qua có những rào cản bất ngờ. Lý do là quân đội Ukraine hiện nay khác xa so với chính họ năm 2014. Thời kỳ đó, binh sĩ của họ phải bỏ vũ khí ở Crimea. Nhưng bây giờ, 70% binh lính Ukraine được nhập ngũ sau khi Nga sáp nhập Crimea. Thế hệ này mang trong mình tư tưởng dân tộc, có quan điểm rõ ràng, được phương Tây đào tạo bài bản, lại được trang bị vũ khí hiện đại của Mỹ và châu Âu.
Tiếp theo là Mỹ và phương Tây có sự đoàn kết, ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine. Vì thế, diễn biến sắp tới đây sẽ là hai bên vừa kết hợp chính trị lẫn quân sự. Thứ hai, vì Tổng thống Putin quyết tâm không xa lầy ở Ukraine, quân đội Nga sẽ tiếp tục tập trung xóa bỏ các căn cứ hạ tầng quân sự của Ukraine. Có thể, chiến dịch quân sự đặc biệt này sẽ kết thúc vào khoảng cuối tháng 3 năm 2022 sau khi Nga và Ukraine ký được một thỏa thuận chung. Thế giới đều mong điều đó xảy ra và đều cố gắng tác động cho nỗ lực này khi đôi bên ngồi vào bàn đàm phán. Chiến dịch quân sự diễn biến phức tạp sẽ để lại hậu quả lớn đối với Nga, Ukraine nói riêng và thế giới nói chung. Theo quan điểm của tướng Lê Văn Cương, với Nga, kinh tế nước này sẽ gặp khó khăn, thiệt hại lớn. Có thể nói chưa bao giờ Nga phải chịu đòn trừng phạt nặng nề như hiện nay. Về mặt ngoại giao, Nga cũng chịu tổn thất vì bị cô lập với thế giới. Đối với Ukraine, nếu năm 2020-2021 họ thực hiện nghiêm thỏa thuận Min 2, thì có lẽ diễn biến không như hiện nay, cuộc xung đột này lịch sử sẽ phán xét. Với cộng đồng quốc tế, trước hết, cuộc khủng hoảng tác động đến nền kinh tế thế giới. Giá dầu tăng vọt lên 120 đô một thùng, cao chưa từng có. Giá dầu cũng tăng, kéo theo hàng loạt hệ quả giá nguyên vật liệu tăng, cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, kinh tế thế giới bị thách thức. Tác động nữa là hệ thống pháp luật thế giới bị thách thức. Bên cạnh đó, cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn bắt đầu sang một giai đoạn mới cao hơn, quyết liệt hơn. Chắc chắn phương Tây sẽ có nhiều biện pháp trừng phạt nặng nề. Nhưng thay vào đó, quan hệ giữa Trung Quốc và Nga lại có bước phát triển tốt đẹp chưa từng có. Ngày 4 tháng 2 vừa rồi, khi ông Putin sang dự Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh, hai bên ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện không giới hạn, tức là có khả năng trở thành liên minh quân sự bất cứ lúc nào. Chưa bao giờ Nga và Trung Quốc lại thân thiết đến mức này. Nhưng ngược lại, Trung Quốc cũng rất thân thiện với Ukraine. Cho nên thực chất, Trung Quốc ủng hộ yêu cầu về an ninh của Nga, nhưng vẫn chọn cách bỏ phiếu trắng tại Liên Hợp Quốc về nghị quyết yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine. Thưa các bạn, đối với Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng đã nêu rõ, chúng ta mong muốn các bên liên quan ngồi vào bàn đàm phán, tránh đổ máu, nhanh chóng kết thúc xung đột bằng con đường ngoại giao và luật pháp quốc tế. Xung đột Nga-Ukraine ít nhiều tác động tới Việt Nam vì chúng ta có quan hệ thương mại với cả hai nước hay thậm chí là với cả châu Âu. Có lẽ phương Tây cũng nên chấm dứt những công kích này, sau đó thì bình tĩnh và lắng nghe quan điểm của Nga. Các bạn nghĩ sao về ý kiến này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!